Xin chào các bạn. Hôm nay với những trái sấu non đầu mùa, mình sẽ làm món sấu ngâm mắm đường các bạn nhé. Đây là sản phẩm của mình sau khi mình đã làm xong, rất ngon và các bạn để khoảng 2 đến 3 ngày các bạn dần vào nước mắm rồi các bạn ăn rất là ngon. Thì sau đây mình xin chia sẻ cách làm các bạn ạ. Ở đây các bạn cần phải chuẩn bị những gì các bạn làm đây, đó là sấu. Các bạn sử dụng sấu non nhé, đường, nước lọc để mình pha và nước mắm và một chút tỏi, ớt và mình có cho thêm một vị riêng đó là riềng. Nếu mà các bạn không thích thì các bạn không cho nhé, còn đâu cho riềng nó rất là thơm đấy ạ. Và một chút nước để mình đi cạo sấu. Thì ở đây các bạn lựa chọn cái sấu thì các bạn biết là ngâm cái món sấu này ấy, thì các bạn nên ngâm ở những đầu mùa thì là cái hạt nó vẫn còn non ấy, thì các bạn ngâm nó rất là ngon. Thì các bạn sẽ rửa sấu bằng cách là các bạn sẽ cạo cạo những quả sấu đi, những cái lớp vỏ giấy ở bên ngoài đi ấy, thì mình khi ăn cái quả sấu nó không bị chát và khi mình ngâm thì cái nước nó không bị đen ạ. Các bạn có thể là gửi thế này, còn không thì các bạn có thể là bổ đôi luôn ra cũng được. Các bạn biết là sấu thì quanh năm mới có, cả năm mới có một vụ sấu thôi, chứ không phải là có quanh năm. Cho nên là các bạn muốn ăn cái món sấu ngâm này thì các bạn hãy chọn thời cơ là lúc sấu còn non các bạn ngâm nhá. Còn không thì các bạn để già thì ngâm nó ăn nó không ngon, thì đấy là cái hạt nó cứng rồi ạ. Và sấu này còn có những cái món rất là ngon nữa. Một là các bạn có thể là nấu canh rau chua này, canh chua, hoặc các bạn có thể là nấu hoặc là ngâm đường để làm nước uống ấy. Nó giải khát rất là tốt ạ. Thì sau khi mà các bạn đã cạo vỏ xong như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ rửa đi một lần. Sau đó là mình sẽ ngâm một lần nữa. Mình sẽ rửa thêm một lần nữa. Thế là sau đây thì mình sẽ cắt sấu và mình ngâm vào một cái chậu nước như này nhá. Đấy thì mình sẽ chuẩn bị một cái chậu nước sau để mình cắt đôi cái quả sấu ra. Đấy, các bạn sẽ cắt đôi hoặc cắt ba tùy theo. Các bạn cắt mạnh vào thì cái hạt nó vẫn còn non, các bạn cắt rất là dễ dàng ạ. Đấy, con đôi quả của mình cũng già. Thực ra thì mình chỉ cần cắt đôi thôi các bạn ạ. Sau khi mà các bạn đã cắt xong được chỗ xấu mình làm như thế này rồi thì bây giờ mình sẽ rửa đi và mình vớt ra. Và hành tỏi thì mình sẽ mang đi để mình đập dập và băm nhỏ. Mình không, cái tỏi thì các bạn nên thái ra. Thái thì miếng nó sẽ ngon hơn. Tỏi mình thái, còn ớt thì mình cắt quả hoặc cắt miếng to như thế này cũng được. Các bạn vẫn cứ để cả hàng các bạn ngâm cho nó có vị cay. Cái riềng thì các bạn cũng thái miếng mỏng.
Mình đã thái những gia vị này xong rồi thì bây giờ mình sẽ vớt sấu này ra để mình tiến hành đi ngâm thôi. Các bạn là nếu bằng các bạn ngâm cái nước thứ hai này, các bạn sẽ sử dụng nước lọc nhé, hoặc nước đun sôi để nguội ạ. Các bạn pha muối vào và các bạn vớt ra và các bạn để ráo nước, ráo rất là khô nước đấy ạ. Đây là mình cho vào để mình ngâm thôi. Trước hết thì mình sẽ cho một cái tô lớn như thế này để mình trộn. Ở đây thì mình sử dụng 2,5 thìa ăn phở đường với cái lượng sấu mình làm là 400g ạ. Cho 4 lạng sấu và 3 thìa nước mắm. Thì nước mắm mà mặn thì các bạn sử dụng 2 thìa thôi ạ. Đây nước mắm của mình là nước mắm Nam Ngư pha nước chấm ấy. Thế ra là mình sử dụng 3 thìa nước mắm để cho nó thơm. Cái nước mắm Nam Ngư rất là phù hợp với cả khi mình pha nước chấm rất là thơm ạ. Và mình trộn cái số lượng tỏi ớt mình thái vào riềng nữa và mình trộn lên. Khi mà các bạn trộn lên như thế này ấy, thì nếu các bạn muốn ăn sống ấy, thì các bạn có thể để khoảng vài tiếng là các bạn đã ăn được rồi. Thì các bạn có thể để từ 1 giờ đến 2 giờ để cho nó ngấm vào. Thì sau đó các bạn muốn bảo quản để ăn dần ấy, thì các bạn sẽ cho vào một cái nọ. Đấy, thế mình thấy là rất là ngon đúng không ạ? Đấy, sau khi mà mình đã để được khoảng một tiếng thì như thế này là các bạn có thể là ăn được rồi đấy, rất là ngon rồi. Thế nhưng mà các bạn muốn bảo quản lâu ấy thì các bạn cho thêm một chút xíu nước lọc vào này để mình đổ vào một cái nọ là mình ngâm ấy thì là nó sẽ ngập nước ấy. Thì sau 1 đến 2 ngày thì các bạn có thể là bỏ ra một bát nước mắm, bạn chấm với ăn với cơm rất là ngon. Em mình có sử dụng một cái nọ này để mình cho vào. Không cần nọ mà các bạn có thể cho vào một cái hộp nào đấy cũng được. Nghĩa là làm sao có nước nó ngập là được ạ. Xâm sắp. Thì các bạn biết là khi mình mở cái nọ sấu này ra là có mùi tỏi mùi ớt rất là thơm ấy ạ. Thì rất là ngon ấy. Đấy, thế là video của mình đến đây đã kết thúc rồi đấy. Thì các bạn hãy làm cái món sấu ngâm tỏi ớt này nhé. Đấy, các bạn đã đều nếu bạn có thể để một vài hôm sau đó các bạn ăn cũng không sao ạ. Đấy, rất là thơm ạ. Thì các bạn hãy để và thưởng thức cái món này nhé. Thế là video và cách ngâm của mình đến đây đã xong rồi đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn làm nhiều những món ăn hàng ngày ngon để đổi bữa cho bữa ăn nhà mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn làm nhiều những món ngon. Và chúc các bạn sức khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn làm món sấu ngâm mắm tỏi này.